Sau khi xem hết video, bạn sẽ thấy vẽ không hề khó. Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ vẽ ngôi nhà. Hôm nay bố về sữa và về sữa sẽ vẽ một ngôi nhà nhé. Nào, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi. Vẽ ngôi nhà chúng ta sẽ vẽ từ mái xuống nhé. Con nhớ chưa, chúng ta phải vẽ mái ở phía trên này, mái ở phía trên và nhà ở phía dưới nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ mái ngói này, một cái mái ngói này, một đường ở trên cùng, con vẽ đi. Rồi, xuống thế này này, đi sang ngang này, con nhìn này. Đấy, đây đây, đi lên trên thành mái nhà, bạn ấy lại cầm đèn chạy chiếc ô tô rồi, không sao. Thôi con vẽ theo kiểu nhà của con đi nhé. Bố vẽ theo kiểu nhà của bố. Nghe chưa? Đấy, bạn ấy vẽ theo kiểu nhà bạn ấy thích nhá. Bố sẽ vẽ nhà theo kiểu của bố. Bố sẽ vẽ một mái nhà này. Bạn vẽ nhà 2 tầng cơ à? Bố sẽ vẽ nhà 1 tầng thôi. Bạn ấy nhà giàu quá, bạn ấy vẽ 2 tầng nhé. Bố bạn ấy chỉ có tiền xây nhà 1 tầng thôi. Sữa có trồng cây gì không con? Sao này có hoa văn trên nóc nhà cơ à? Thật đẹp. Bạn ấy vẽ hoa trên nóc nhà nhé. Rất là sáng tạo các bạn ạ. Bố thì không có hoa trên nóc nhà đâu. Vẽ hoa sao đẹp chứ. Con cứ sáng tạo theo ý kiến của con nhé. Con vẽ cả quả trên cây. Bạn ấy có cả cây ăn quả đúng không? Rất là sáng tạo luôn. Sáng tạo bức tranh của mình cho đẹp. Đúng rồi, bố đang cố gắng sáng tạo một bức tranh thật đẹp. Không mà lại thua bạn sữa nhỉ. Con vẽ đầy quả chưa? Đúng rồi, thôi con vẽ đi, xong con tô màu nhé. Không cần phải nhìn nữa, con mất thời gian. Đúng rồi, cứ tùy sáng tạo theo kiểu của con. Bố không can thiệp nữa nhé. Bạn ấy vẽ nhanh quá, bố bạn ấy không đuổi kịp. Đấy, bạn sữa rất là sáng tạo nha. Vâng. Cây sai chút chĩu quả, nhiều quả ghê cơ. Cây nhà con đầy quả là vì nó chín hết rồi. Nhiều quả chứ không phải đầy quả con ạ. Nhiều nó khác mà đầy nó khác, đầy chỉ dành cho đơn vị nước thôi nha. Trống à, bạn ấy nuôi cả gà trong nhà đấy các bạn ạ. Chân gà. Đấy, có cả chân gà nhé. Bố bạn sữa thì chả nuôi gà, bố bạn sữa chỉ trồng hoa thôi. Nó không nuôi gà. Bố bị sâu răng, bố không thích ăn thịt gà. Bố chỉ trồng hoa cho đẹp thôi. Đúng không? Sữa thích ăn thịt gà thì bạn sữa cứ nuôi gà trong bức tranh nhỉ. Đấy, bố bạn sữa chỉ trồng hoa thôi. Nhà không có hoa này. Rồi, bây giờ bố bạn sữa sẽ vẽ thêm một ông mặt trời. Con chim. Ông mặt trời tỏa sáng xuân nhà em. Chim. Trời của bố đeo kính luôn, nó dễ nhận biết. Vì ông sáng quá cũng phải đeo kính. Đấy, bố lấy chim à? Cho con chim à? Bố không nuôi gà, không nuôi chim, bố chỉ trồng hoa thôi. Ủa, chim bạn ấy bay lơ lửng này. Chim chắc là đi học. Chiếu xếp hàng đi học à? Còn gì nữa không con cho vào nốt đi. Bố sẽ nuôi một con gà trống bạn sữa vậy nhé. Con gà trống dễ ăn cho nó lớn đi. Bố sẽ
với nguyện của bạn Sữa. Bạn sẽ nuôi một con gà trống trong khu vườn. Đấy, một con gà trống nhé, trong vườn nhà bố. Chim. Bạn Sữa thì lại nuôi một đàn chim. Mình cũng chỉ nuôi một con gà trống thôi. Vẽ một con chim đi cho đẹp. Không đủ thời gian để vẽ chim cò nữa rồi. Đầy chim chưa? Nhiều chim nhưng mà đầy chim. Con thích tập con chim. Một nhìn nè. Đấy. Một nhìn này bố ơi. Ố, nhìn đây này. Cũng nhiều chim quá, chim gì mà bay chổng ngược lên vậy. Rồi, bây giờ chúng ta không tô màu nhé. Bài này chúng ta sẽ chỉ dừng ở đây thôi nhé. Còn tô màu thì bước này mất nhiều thời gian lắm luôn ạ. Nghe chưa? Chúng ta sẽ để đen trắng rồi nào, chúng ta dê nào. Dê, các bạn hãy chấm điểm cho ngôi nhà và khu vườn của bạn Sữa nhé. Bạn Sữa có cái cây nhiều quả này, hoa trên nóc nhà này, một đàn chim này, một con gà đây đúng không? Của bố bạn Sữa thì có một cái cây này, một ngôi nhà này, một khóm khóm cây này, hai bông hoa này, một ông mặt trời và một con gà trống. Rồi các bạn hãy chấm điểm cho bố bé Sữa và bé Sữa nhá. Video hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Yeah, tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên bấm đăng ký bên dưới để theo dõi và cập nhật những video bổ ích và thú vị nha. Cảm ơn các bạn.